Miền quê Đông Bắc xin kính chào tất cả các bác bà con nhé. Hôm nay em cũng nhân tiện em đi lên đồi thăm vườn thì em cũng review đến toàn thể các bác luôn về một dòng cây mới nha các bác nhé. Đây là các bác nhìn thì các bác làm vườn thì các bác biết là đây là một dòng cây bạch đàn nhé các bác nhé. Đàn các bác. Đây cây bạch đàn này thì được trồng ở đồi cao nhé các bác nhé. Đây các bác có thể thấy là nó rất chi là ở nhà chủ thì chăm rất là kỹ luôn. Những cây thụ bì bên dưới được phát rất là sạch nha các bác nhé, cũng gọi là khá là sạch rồi. Vẫn còn chắc cái này nó mới mọc lên thôi nhưng mà em thấy là ở đây thì có mấy cái điều các bác lưu ý em mới chia sẻ các bác vậy thôi. Đây nhá, để em di chuyển lại mấy cây bạch đàn nó phát triển đẹp hơn các bác nhé. Đây, các bác cùng xem em nhé. Đây các bác, đối với cái cây bạch đàn mà nó phát triển nó tét cái vỏ ra như vậy là hoàn toàn bình thường nhé các bác nhé. Đây ạ, ở bên trong thì nhìn nó đã mọc một cái lớp da mới các bác nhé. Các bác không phải lo vì cái hiện tượng này rồi, nó tét vỏ hiện tượng rất bình thường này, từ dưới lên trên nó tét rất bình thường luôn. Đây các bác, ai đã từng dùng bạch đàn rồi các bác nhìn thấy cái hiện tượng nó nứt vỏ ra như vậy là rất là hiện tượng rất bình thường đấy các bác này. Đây này, tại vì nó lớn mà nó lớn theo vòng tuổi mà nó nứt ra là hiện tượng bình thường đấy. Đối với cái cây này cũng vậy đấy các bác nhé. Các bác đừng thấy nứt như vậy nó bảo nó bị làm sao, các bác nào biết rồi thì xin bỏ qua video, các bác chưa biết thì theo dõi nhé. Các bác đừng thấy nó nứt ra như vậy là có bảo là cây bị bệnh, không phải đâu. Đây các bác để ý nhá, để lấy xa làm chút này, những cái cây nó lớn như vậy là nó nứt, nhìn nó nứt như vậy nhìn xấu rồi nhưng thực ra phải nó là đang cái những cây này đang lớn đấy, nó lớn đây đây so với các cây bên cạnh ấy mà nó bé này các bác nhìn này. Đấy các bác nhìn ở bên cạnh, ngay bên cạnh nó đây các bác, và cái cây bên kia cũng nứt này, các bác nhìn nó nứt này, tốc độ nó lớn rất là đẹp đấy các bác nhé. Đây các bác, nó nứt như vậy nó lớn đấy chứ không phải nó nứt như thế này mà nó bị sâu bệnh hay bị cái gì quẹt vào. Đây cả về bên trên thân luôn đấy, đây các bác nhìn này, em lấy lên bên cao này. Đây nó té 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 như nó bị chói ánh sáng quá các bạn. Đây nó đang lớn chứ không. Chứ các bác lại bảo là nó bị như này, nó bị bệnh gì là không phải các bác nhé. Đây các bác cùng em di chuyển lại đang tới xem nào. Đối với các cây bạch đàn thì cái tán nó rất là cao các bác nhé, và cành nó rụng đây các bác nhìn này. Đấy, nó rất là cao luôn các bác. Cao khủng khiếp luôn. Đây các bác có thể em lấy lại máy để các bác theo dõi đây một cái vườn này. Một cái vườn nó rất là rộng luôn, vườn này cũng rất là rộng, rồng rất được nhiều luôn. Đây bên trên này cũng vậy này các bác này. Các bác nhìn em để ý nhá, những cái cây mà nó bé như này rồng cùng nhau ấy nhưng nó không không lớn được các bác. Đây. Nó chỉ có những cái cây mà nó lớn, nó gọi là cái chỗ khu vực nó tốt thì nó lớn rồi. Thì em sẽ di chuyển xuống bên dưới kìa cho bác xem những cây nó to hơn đấy, bên dưới mấy cây bên dưới kìa. Đó đẹp không? Đây các bác có thể để ý nhá, những cái hàng nó ở bờ ven này. Bờ ven vực nó xuống này nhá các bác nhá, nó rất tốt luôn. Đấy này là bạch đàn trồng thành vườn nó đây, các bác nhìn thấy có quan sát nó cũng không khá là không đều, những cây như thế này thì cũng khá, để em thử nắm tay nha các bác để xem kiểm tra cây nó lớn bao nhiêu rồi nhé các bác nhé. Đây đối với một cái gốc như thế này các bác không là gọi là bé các bác nhé. Đây tay em gang đây ạ, đây tay em gang đây em đặt đây, và hai cái tay em ôm lại đây nhé các bác nhé. Đây này, hai ôm lại chưa hết đâu, nó cũng banh như thế này là to rồi, nó phải trên đầu ba rồi đấy các bác nhìn không. Đây tay em đây ôm đây, em chỉ đặt một cái dép em đây. Đây các bác nhé, em thử ôm thử nhé. Đây đây các bác nhìn được, còn chưa được một nửa đấy. Như vậy là nó đã rơi vào đường kính khoảng 80 vành rồi các bác nhé. Đấy các bác lưu ý nhé, trồng thì khoảng cách của nó ấy. Để em chia sẻ luôn cho các bác này. Đây bây giờ em sẽ đứng hàng cách hàng các bác nhé. Các bác để ý là cây cách cây thì ok rồi, khoảng cách nó khoảng 3 mét một cây, nhưng mà hàng cách hàng các bác để ý ạ. Từ khoảng cách cây này đã đan xen rồi nhá, trồng đã đan xen rồi mà có 1,5 m đến 1,6 m thì khoảng cách rất là hẹp, mà chỉ có cây ở ven thôi là nó lớn nhanh, còn cả hai hàng ở giữa này thì nó sẽ chậm lại này các bác này. Có lưu ý nhá, đây những cái cây như vậy là nó cũng sẽ rất là lâu năm mới được thu hoạch các bác. Nói chung trồng bạch đàn thì đây là bạch đàn trắng nha các bác nhé. Ở clip sau thì em sẽ đến review cho các bác xem một vườn bạch đàn đỏ mà cũng ở khu vực em đây luôn, tại xã Phúc Sơn luôn nhé các bác nhé. Thì để xem là cây kinh tế nó thế nào đây, những cây này phát triển rất là đẹp.
nhìn là thấy ham rồi, tại vì cây nó cao vút, nó được rất nhiều đoạn đấy, thì vì nên chúng ta tính khối lượng ra nó cũng nhiều đây. Các bác nhìn là cây cao vút chọc trời luôn đấy, các bác thấy không, rất là cao luôn đấy, các bác để ý nhá, cây thì cao và thẳng luôn. Và một cái điểm lưu ý nữa các bác nhá, bạch đàn này thì sau khi chúng ta cắt rồi nó mọc chồi trở lại thì khoảng được 1-2 lần nữa là chúng ta không phải trồng lại cây mới đâu nhé. Nó không như cây keo là chúng ta cắt đi rồi chúng ta trồng mới, nhưng đối với bạch đàn thì nó khi nó mọc chồi trở lại chúng ta chỉ tỉa lại để những cái chồi đẹp trở lại thôi. Đây đối với vườn này thì phát triển rất là đẹp luôn đây, những cái cây lớn như vậy là nên tiền đấy các bác này. Thế này đây, những cây hàng bên dưới này rất là đẹp, thẳng chắc phát luôn. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn đây. Đấy, chúng ta nhìn cái hàng ạ. Đất mà nó tốt nha các bác nhé, là đây là hàng nhé. Còn chưa được 2 mét đấy. Nhà chú này thì chú rồng ưa về số lượng quá. Đây lẽ ra là một cái khoảng đất mà bằng như thế này trong một tầng nhé. Đã được cải tạo rồi thì chỉ rồng 1, 2, 3, 4, 5 thì rồng 3 thôi. Gối hàng 3 cái 3 có thể dùng 4 được, nhưng mà chúng ta khoảng thư đi một cái thì nó rất là đẹp luôn. Đây các bác này nhìn rất đẹp. Nhưng mà để mà sau này như vườn này thì đã được 4 tuổi rồi. Vườn này 4 tuổi đấy. 4 tuổi. Đây mà nó như này thì các bác sau này tính là khối lượng gỗ thì rất chi là nhiều. Đây và một cái điều nữa em muốn chia sẻ với các bác nhé. Cái lá bạch đàn nó rơi xuống nó có dầu nha các bác nhé. Các cái tầng cỏ thụ bì này á, sau khi mà lá nó rụng nhiều ở dưới này tự nhiên các cái cây cỏ mà cỏ thân mềm ấy là nó sẽ bị chết hết, chỉ có những cái cây cỏ cứng đầu như kiểu nguột dây hoặc là những cây cỏ may lớn ấy là nó còn sống lại được một ít như này thôi. Đấy còn đâu thì hầu như là nó chết hết. Nó không còn sống được. Đây là các bác này cùng ngắm lại vườn bạch đàn một cái nhá, đây này. Nhìn thế này thôi các bác, ở tận xa cái đấy rất là nhiều luôn, tính là số lượng cây đây nhiều luôn. Đây bên này đây rất là nhiều cây luôn. Còn ở các vùng ven bên cạnh người ta trồng keo hết rồi. Đây, các bác có thể thấy quan sát đây. Để làm sao mà các bác lưu ý nhá, là để chúng ta trồng có nên trồng mạch đàn hay không nhá. Bây giờ sau này em sẽ dẫn các bác đến một vùng đất bằng luôn để xem kiểm tra xem cái vườn mạch đàn của khu vực đấy thì nó như nào. Đây là nhân tiện đây thì em nói luôn thì đối với cái mạch đàn vườn này nhà chú này thì phát triển như vậy là cũng được rồi. Theo mình cảm giác đến 4 năm thì cũng như vậy, tại vì tuổi thọ của mạch đàn quy trình thu hoạch thì nó trên chục năm cơ các bác nhé. Không như cây keo đâu nhé. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Các bác nhớ đăng ký để đón xem các clip tiếp theo của mình nhé. Miễn phí hoàn toàn nhé.